Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai. Chương trình có những nội dung sau. Thường trực huyện ủy làm việc với đảng ủy xã Ngọc Liệp, Phú Cát và Phú Mãn. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện làm việc với lãnh đạo các xã Thạch Thán và Đồng Quang. Huyện ủy Quốc Oai khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên. Quốc Oai triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018 và định hướng sản xuất vụ đông 2018-2019. Hội nghị rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có sử dụng đất và đề xuất giải pháp xử lý. Quốc Oai giới thiệu luật tiếp cận thông tin và triển khai kế hoạch cuộc thi tìm hiểu bộ luật hình sự năm 2015. Tập huấn sử dụng phần mềm chương trình quản lý văn bản. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2018. Hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đợt 2 năm 2018. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 năm, dương lịch 2018. Trường Trung học Cơ sở Thị trấn và Trường Mầm non Tân Phú đón nhận trường chuẩn quốc gia. Cần Hữu tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công, làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Phóng sự Yên Sơn phát huy hiệu quả vùng sản xuất rau an toàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21, 22 và 23 tháng 5, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Liệp, Phú Cát và Phú Mãn nghe báo cáo về thực hiện nhiệm vụ năm 2017, 4 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018. Năm 2017 và từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ kinh tế xã hội theo nghị quyết của Huyện ủy và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. Các chế độ chính sách cho nhân dân được quan tâm thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Tại buổi làm việc, đại biểu của ba xã cũng đã đề xuất một số vấn đề về cơ chế hỗ trợ để làm đường giao thông nông thôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất ở cho người dân, việc quy hoạch các vùng chuyển đổi. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, xác định rõ thế mạnh cây trồng, vật nuôi chủ lực, từ đó có định hướng cho nhân dân trong phát triển kinh tế, tăng cường cải cách hành chính, ý thức kỷ luật gắn với bố trí sắp xếp lại bộ máy cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục giữ vững sự đoàn kết trong đảng, công khai minh bạch các vấn đề tại địa phương, chú trọng xây dựng bồi dưỡng cán bộ trẻ có đủ năng lực để xây dựng đội ngũ kế thừa có chất lượng. Về xây dựng nông thôn mới, các xã cần rà soát đánh giá lại các tiêu chí đã đạt và từng bước nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc với lãnh đạo xã Thạch Thán và Đồng Quang để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở địa phương và công tác tổ chức triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại hội nghị làm việc với Đảng ủy các xã. Sau khi nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và lắng nghe những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị của xã Thạch Thán và xã Đồng Quang, lãnh đạo các phòng ban của huyện giải đáp những kiến nghị của hai địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu hai xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, quy hoạch và quản lý vùng chuyển đổi sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tăng cường công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với xã Thạch Thán, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thành lập tổ công tác rà soát đối với các hộ đang sử dụng đất trên diện tích 35 ha khu chuyển đổi. Lập hồ sơ đến từng hộ xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2018. Quản lý chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm mới. Khảo sát nhu cầu chăn nuôi của các hộ để huyện có định hướng phát triển. Đối với phát triển cụm công nghiệp Ngọc Mỹ Thạch Thán, huyện đã hoàn thành thủ tục hồ sơ và đang chờ thành phố ban hành quyết định thành lập. Xã có trách nhiệm thống kê nhu cầu của các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp theo quy định và phải đảm bảo các yếu tố bảo vệ môi trường. Đối với các hộ thuê đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xã Thạch Thán rà soát đánh giá lại toàn bộ hiện trạng sử dụng đất, đối chiếu với hợp đồng đã ký, xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đối với xã Đồng Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị tiếp tục thu hồi gần 6.000 m2 đất để thực hiện giai đoạn 2 đường Thạch Thán Đồng Quang và đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. Phòng Tài chính kế hoạch bố trí đưa vào danh mục đầu tư năm 2019 dự án 400 m đường giao thông. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo lập phương án tách trường mầm non Đồng Quang trước ngày 30 tháng 7 năm 2018. Đối với dự án đất dịch vụ Đồng Quang, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tổ công tác của huyện phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành giao đất cho nhân dân trong năm 2018 theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người dân, đúng quy định và ổn định trong dân. Về triển khai dự án nhà vườn sinh thái, trung tâm phát triển quỹ đất, xây dựng kế hoạch thu hồi mặt bằng trình Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 15 tháng 6 năm 2018. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện cùng các nhà thầu đầu tư xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban Tiếp công dân của huyện phối hợp với địa phương trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật, giảm tối đa tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, góp phần làm tăng thêm niềm tin của người dân vào cơ quan công quyền, vào chính sách của Đảng và Nhà nước. Sáng ngày 25 tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên cho các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Huyện ủy, cán bộ văn phòng Đảng ủy, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố và Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian tập huấn một ngày, các học viên được quán triệt nội dung các chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên, xóa tên đảng viên và giải quyết khiếu nại về xóa tên đảng viên. Đảng viên xin ra khỏi đảng, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng, miễn công tác và sinh hoạt đảng, phân công đảng viên quản lý đảng viên, phát và quản lý thẻ đảng viên, cách làm hồ sơ đảng viên và hướng dẫn quy trình trao huy hiệu đảng. Một số vấn đề chung về đảng và công tác xây dựng đảng hiện nay, những vấn đề cấp bách về xây dựng đảng trong giai đoạn mới. Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và xây dựng các chi đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2018 và định hướng sản xuất vụ đông năm 2018-2019. Theo kế hoạch vụ mùa năm 2018, huyện thực hiện gieo cấy 4.400 hectare lúa và 500 hectare diện tích cây màu. Phấn đấu tổng sản lượng cây có hạt đạt 26.795 tấn. Về cơ cấu giống tập trung và giống lúa thuần năng suất cao như Khang Dân Thiên Yêu 8, TBR3645 chiếm 52% diện tích, giống lúa chất lượng cao, lúa thơm chiếm khoảng 38% diện tích.
Cơ cấu thời vụ trà mùa sớm chiếm 40-50% diện tích, gieo mạ từ ngày 5 đến ngày 13 tháng 6 năm 2018, cấy trước ngày 23 tháng 6 năm 2018. Trà chính vụ chiếm 50-60% gieo mạ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 6 năm 2018, cấy trước ngày 5 tháng 7 năm 2018. Toàn huyện phấn đấu cấy xong trước ngày 10 tháng 7 năm 2018, đối với trà lúa cây sớm thu hoạch trước ngày 30 tháng 9 để tăng hiệu quả phòng chống úng và đảm bảo diện tích trồng cây vụ đông. Đối với sản xuất vụ đông năm 2018-2019, huyện xác định vụ đông là vụ sản xuất chính có hiệu quả kinh tế cao, hình thành vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích cây ngô, đậu trắng, khoai tây, ưu tiên các giống mới có giá trị kinh tế cao, áp dụng gieo đậu tương bằng máy, gieo vãi, gieo vào gốc dạ và gieo đậu tương có phủ rơm dạ, mở rộng diện tích rau màu, khoai tây có giá trị kinh tế cao. Mục tiêu sản xuất vụ đông phấn đấu gieo trồng 1.500 hectare, chủ yếu là đậu tương, ngô, khoai lang, khoai tây và rau đậu các loại. Chiều ngày 23 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có sử dụng đất và đề xuất giải pháp xử lý. Theo quy hoạch được phê duyệt, thì trên địa bàn huyện Quốc Oai có hai khu đô thị, đô thị sinh thái Quốc Oai và một phần trong khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Trong đó có dự án đã có quyết định giao đất, đang triển khai đầu tư xây dựng. Có dự án nhà đầu tư chưa triển khai hoặc triển khai chậm, có dự án chưa được chấp thuận. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành thành phố đã phân tích các nguyên nhân, làm rõ những khó khăn vướng mắc của từng dự án, phân loại rõ dự án chậm thời gian, dự án đã có quyết định thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục để giúp huyện thực hiện có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Huy Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị các sở ngành chức năng của thành phố tiếp tục giúp đỡ huyện Quốc Oai nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết toàn bộ thị trấn sinh thái, tỷ lệ 1/500 để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Đồng thời yêu cầu phòng quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với các sở ngành thành phố làm rõ tính pháp lý của từng dự án. Sáng ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị giới thiệu luật tiếp cận thông tin và triển khai kế hoạch cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015. Theo kế hoạch, cuộc thi viết về tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 được tổ chức dưới hình thức thi viết, đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết và tự luận, tìm hiểu một số nội dung của Bộ luật hình sự và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự. Riêng phần thi lý thuyết gồm 2 phần, phần dành cho người dự thi dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Bài thi của cán bộ công chức viên chức người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nộp về ban tổ chức cuộc thi huyện Quốc Oai trước ngày 20 tháng 8 năm 2018. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu luật tiếp cận thông tin được thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm chương trình quản lý văn bản cho các đồng chí lãnh đạo trưởng các phòng ban ngành của huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thực hành xử lý các chức năng của phần mềm quản lý văn bản, gồm quản lý văn bản đến, văn bản đi, thực hiện gửi và nhận văn bản, tạo lập quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản, hồ sơ công việc của cơ quan, giải quyết và theo dõi công việc thông qua hồ sơ công việc, kiểm tra và rà soát nhiệm vụ cần thực hiện của các phòng ban. Thông qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí, khắc phục tình trạng thất lạc, sai lệch thông tin. Chiều ngày 23 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì buổi lễ. Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề Vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số được huyện Quốc Oai triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 sẽ là dịp để xã hội, gia đình đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số. Đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, thúc đẩy việc phổ biến giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh, kỹ năng phòng ngừa bạo lực xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức tốt các hoạt động bảo vệ chăm sóc giáo dục cho thanh thiếu nhi học sinh trong dịp hè 2018.
Nhân dịp này, huyện đã trích quỹ bảo trợ trẻ em tặng học bổng cho 42 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích trong học tập. Mỗi suất trị giá 1.100.000 đồng, gồm quà và tiền mặt. Đồng thời hỗ trợ em Kiều Mai Anh, xã Liệp Tuyết và em bé bị bỏ rơi ở xã Ngọc Mỹ, mỗi suất 3 triệu đồng. Sáng ngày 22 tháng 5, Quốc Oai tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện đợt 2 năm 2018 cho 250 đại biểu đại diện hộ gia đình thuộc các xã Phượng Cách, Yên Sơn, Sài Sơn, Thạch Thán và Thị Trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, trọng tâm là những điểm mới của luật, quyền lợi trách nhiệm và thủ tục khi tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế học sinh, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tình hình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, phương pháp nội dung tuyên truyền miệng, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia ý kiến, hỏi, thắc mắc những nội dung có liên quan đến các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm trừ như thế nào, v.v. Ý kiến của các đại biểu đã được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện tư vấn, giải đáp đầy đủ và rõ ràng. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chính sách ưu việt, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, để từ đó tích cực tham gia và vận động người thân cùng tham gia, góp phần đẩy mạnh an sinh xã hội trên địa bàn. Sáng ngày 24 tháng 5, tại Sân Chùa Cả, Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quốc Oai tổ chức Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2562, Dương lịch 2018. Sau nghi thức niệm Phật đản, chào quốc kỳ, đạo kỳ, ban tổ chức đã thông qua diễn văn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bài giảng về ý nghĩa lễ Phật đản của Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Quý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chúc mừng các chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni Phật tử, Phật giáo trong huyện đón một mùa Phật đản yên vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện tiếp tục động viên tăng ni Phật tử nêu cao đạo đức, phát huy tinh thần nhân văn của Phật giáo, cùng toàn dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, sống hài hòa đoàn kết, hòa hợp giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Quốc Oai đã tặng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho bà Dương Thị Năm, là Phật tử xóm Tiền Phong, thôn Cấn Thượng, xã Cần Hữu. Cũng tại buổi lễ, các vị đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử đã thành kính dâng hương tắm Phật, thả chim bồ câu và bóng bay cầu cho ước nguyện hòa bình, an lành hạnh phúc cho nhân dân. Sáng ngày 22 tháng 5, Ủy ban dân xã Cần Hữu phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm lấn chiếm đất công, làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực Đò Đóng và khu vực chia 3 thôn Đình Tú đối với 5 hộ gia đình vi phạm. Trước khi tiến hành cưỡng chế, Ủy ban dân xã Cần Hữu đã có thông báo tới các hộ vi phạm, yêu cầu tự giác tháo dỡ công trình vật liệu vi phạm chuyển khỏi khu vực vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu về Ủy ban dân xã quản lý. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể đã tổ chức nhiều lần tuyên truyền vận động các hộ dân tự tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm. Qua vận động đã có 3 hộ tự giác chấp hành nhưng chưa triệt để, còn 2 hộ chưa thực hiện chấp hành. Trước thực trạng trên, Ủy ban dân xã Cần Hữu đã ra các quyết định cưỡng chế đối với 5 hộ gia đình trên. Tại buổi cưỡng chế, Ủy ban dân xã đã tiến hành thực thi nhiệm vụ dùng máy múc tháo dỡ toàn bộ các cột bê tông, tường xây gạch, múc phần móng bê tông, múc số đất đã đổ trái quy định trên đất nông nghiệp, san gạt toàn bộ mặt bằng của 5 hộ vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Với sự chỉ đạo cương quyết trong xử lý các vi phạm đất đai của cấp ủy chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chỉ trong một buổi sáng toàn bộ các công trình vi phạm đã được xử lý xong. Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2018, trường Mầm non Tân Phú và trường Trung học cơ sở thị trấn Quốc Oai long trọng tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trường Trung học cơ sở thị trấn Quốc Oai được thành lập từ năm 1958, mang tên trường phổ thông cấp 2 dân lập. Sau nhiều năm sáp nhập chia tách, đến năm học 1991, trường chính thức mang tên trường Trung học cơ sở thị trấn Quốc Oai. Trong 60 năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, trường Trung học cơ sở thị trấn đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học của đội ngũ cán bộ giáo viên và các em học sinh. Hiện nhà trường có 4 khối với 22 lớp học, 833 em học sinh, 42 cán bộ giáo viên nhân viên đều có trình độ đạt chuẩn,
trong đó có 90,48% đạt trên chuẩn. Trong 2 năm học vừa qua, nhà trường có 2 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố, 11 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi đạt trên 83%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Đặc biệt, năm học 2017-2018, nhà trường có 39 em học sinh đạt giải trong kỳ thi các môn văn hóa. Trong đó có 4 em học sinh giỏi cấp thành phố, 35 em học sinh giỏi cấp huyện. Niềm vui được nhân đôi khi trong ngày vui kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh vinh dự tự hào được đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2017, trường mầm non xã Tân Phú được đầu tư 28 tỷ đồng xây dựng trường với tổng diện tích trên 15.500 m². Trường có 16 phòng học với quy mô khang trang sạch đẹp, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đã đáp ứng được nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện nay. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường ngày càng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm, nhà trường có 75% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 20% đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 78% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 95%. Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, đến nay trường đã đạt 5 tiêu chí theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế là xã nằm ở vùng bãi đáy, phù hợp cho việc trồng các loại rau màu ngắn ngày. Năm 2010, được huyện phê duyệt hơn 22 hectare đất bãi để trồng rau an toàn. Xã Yên Sơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác. Nghề trồng rau ở xã Yên Sơn đã có từ rất lâu đời, với điều kiện khí hậu và đất bãi phì nhiêu phù hợp trồng các loại rau như cải các loại, mồng tơi, dền, su hào, cải bắp, cà chua, cà trắng, đậu đũa, đậu trắng, v.v. Trong những năm qua, Yên Sơn đã cung cấp ra thị trường một lượng lớn rau xanh cho các thương lái ở thành phố Hà Nội và các địa bàn lân cận. Với mục tiêu thay đổi tư duy, cách làm của người dân, năm 2010, xã đã vận động các hộ xã viên trồng rau theo hướng an toàn. Toàn xã có tổng diện tích gần 22 hectare, thu hút hơn 600 hộ tham gia trồng rau an toàn. Khi tham gia thực hiện mô hình, các hộ xã viên được tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, phương pháp thu hái và sơ chế rau trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Trong quá trình sản xuất, bà con nông dân đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, tưới nước, bón phân, có sự giám sát của cán bộ kỹ thuật. Với nguồn rau đa dạng, đảm bảo chất lượng, hiện nay sản phẩm rau an toàn của Yên Sơn đã được thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm rau an toàn, được nhiều khách hàng tin dùng, mang lại nguồn thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Gia đình ông Nguyễn Duy Lệ ở thôn Quảng Yên là một trong những hộ nông dân đi đầu trong sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Yên Sơn. Từ khi tham gia mô hình trồng rau an toàn, ông và người dân nơi đây được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, nên cây rau của gia đình ông phát triển rất tốt với nhiều loại rau theo từng mùa vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông cho thu lãi xấp xỉ 100 triệu đồng từ nghề trồng rau an toàn. Gia đình tôi làm rau sạch an toàn cũng được hơn 10 năm, và trong khi đó gia đình tôi cũng được thôn và đảng và cấp trên huyện cũng được về dạy lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây mau. Thì trong gia đình tôi cũng làm như dưa leo, đậu đũa, rồi cà chua, bắp cải, mướp, bầu, các loại rau khác nữa. Thì trong khi đó gia đình tôi cũng được thu hoạch cũng khá hơn là trồng lúa. Tôi cũng mong muốn cấp trên đảng và nhà nước cấp nguồn giống cây trồng chất lượng cao và tìm những cái nguồn đầu ra và thu mua thực phẩm cho nhân dân chúng tôi để chúng tôi được yên tâm sản xuất. Hiệu quả về kinh tế chỉ là một phần mà mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn ở Yên Sơn đang đem lại.
Điều quan trọng hơn là mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, tư tưởng, hành động của người nông dân, giúp họ hiểu được trong sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm mới là điều quan trọng. Không những thế, sản xuất rau theo tiêu chuẩn an toàn còn thúc đẩy sự kết nối giữa sản xuất với thị trường, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho rau quả an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Để ổn định về giá bán, thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, thời gian tới, Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Yên sẽ xây dựng khu sơ chế rau an toàn trước khi bán ra thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hợp tác xã Quảng Yên thì được thành phố quy hoạch gần 30 ha khu đó mình đang đứng đây. Thế bây giờ trong quá trình sản xuất thì cũng gặp một số khó khăn, nhất là về đường mương tưới tiêu, thứ hai là vấn đề về điện. Hợp tác xã thì cũng được phòng kinh tế định hướng và Ủy ban nhân huyện cũng chuẩn bị làm một khu sơ chế của trong văn phòng hợp tác xã. Thế cũng kết hợp với một số công ty và một số chỗ doanh nghiệp họ về họ lấy rau để họ đảm bảo cho công nhân. Cái quy mô sơ chế thì tôi kết hợp với một vài công ty, họ sẽ có người về, họ sẽ ở tại đây và họ sẽ định tất cả các loại rau. Họ lấy rau nào thì mình sẽ làm rau đấy cho họ. Thế và sẽ làm một cái khu nhà bảo vệ thực vật kết hợp với phòng bảo vệ thực vật ở dưới quốc ngoài, xem nó họ sẽ mang thuốc, phân, giống chuẩn về để cho nông dân sản xuất. Phòng sơ chế của tôi nó rộng khoảng 90 mét vuông. Thì theo như đúng quy trình thì mình phải có điều hòa, phải có nóng lạnh, phải có quạt mát, phải có dàn để rau và phải có sổ sách cập nhật. Và phải có toàn bộ đủ hệ thống để mình rửa, mình bỏ loại những cái rau tạp ra thì mình mới mang cho khách hàng được. Để tạo điều kiện cho hợp tác xã thì cũng mong là phòng kinh tế, ủy ban huyện, rồi các cấp chính quyền cố gắng tạo điều kiện để giúp đỡ hợp tác xã Nghiệp Quảng Yên để hình thành mô hình cho nó tốt, đảm bảo về sau này. Thực tế cho thấy mô hình trồng rau an toàn của xã đã mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng lúa đơn thuần. Vì ở địa phương, phần lớn bà con nông dân đã có truyền thống canh tác các loại rau màu ngắn ngày từ nhiều năm nay. Cùng với đó, hàng năm, xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện, tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân, đồng thời tìm kiếm các mối hàng là thương lái ở thành phố và vùng lân cận về thu mua bao tiêu sản phẩm. Nên nhìn chung mô hình rau an toàn ở đây ngày càng phát triển, bà con nông dân cũng phấn khởi khi tham gia thực hiện mô hình. Tuy nhiên, để mô hình ngày càng phát triển bền vững, địa phương mong muốn được cấp trên hỗ trợ về giống vốn, về kiến thức khoa học kỹ thuật và liên kết được 4 nhà để sản phẩm rau an toàn của Yên Sơn có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Đối với vùng sản xuất rau an toàn của xã Yên Sơn thì cũng đã có truyền thống từ lâu đời, bà con ở nhân dân của thôn Quảng Yên có truyền thống trồng rau cũng là từ lâu đời. Và cho đến năm 2010 thì đã được Sở Nông nghiệp thành phố Hà Nội công nhận là vùng sản xuất rau an toàn với diện tích lúc ban đầu là khoảng 26 ha. Thì đến nay theo phê duyệt của Ủy ban huyện Quốc Oai về chuyển đổi vùng sản xuất, trong đó thì vùng rau sản xuất an toàn của thôn Quảng Yên hiện nay là còn là 21,97 ha. Rất là muốn đề nghị tới các cơ quan chức năng là cũng tiếp tục quan tâm đến cái vùng sản xuất rau an toàn của xã Yên Sơn, đặc biệt là cái mô hình 4 nhà, nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và đặc biệt là doanh nghiệp liên kết làm sao có một cái quy trình sản xuất từ áp dụng đầu vào và cho đến khi tiêu thụ đầu ra của sản phẩm. Thế thì cũng mong nhà nước là tiếp tục quan tâm và đầu tư hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường điện, hệ thống nước tưới và hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông để làm sao cho các cái vùng rau tập trung sản xuất được thuận tiện. Thị trường rau xanh ở Quốc Oai và thành phố Hà Nội còn rất lớn. Việc gia tăng diện tích, năng suất, sản lượng rau an toàn là rất cần thiết. Hy vọng với định hướng phát triển theo hướng nông nghiệp sạch, chú trọng bảo quản, chế biến sau thu hoạch, gắn kết với các chuỗi nông sản an toàn, mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ ngày càng được nhân rộng và phát triển.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.